Rồi chào cả nhà nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi đường 70 à, cái gì nhỉ? 79. 79B nhé. Mà bữa đi đi lên chỗ đường cao tốc cái số 14 này thì các bạn cứ nói là không phải. Thì đúng thật mình công nhận là mình sai, mình hay nói bừa phải không? Hôm nay mình dẫn cả nhà đi đúng đường 79 nha. Cách cái đầu đường mà cách trung tâm thành phố Phan Thiết lên là đúng 6 cây nhá. Là tới nó nằm cây số 5 đấy nha các bạn nhá. Đây gần đến đây, đây mình đang quốc lộ 1A này. Đây vẫn là ranh giới của thằng Phan Thiết nhá. Đây qua cái bảng là thấy Phan Thiết này là bắt đầu tới tới cái đường vào này. Rồi cả nhà mình đi theo hết mình cái video này nhá. Xem được nhớ chia sẻ cho mình phát nó sướng nhá. Rồi hôm nay có nhờ tài xế ở Sài Gòn xuống này. Đấy. Mày hôm nay phải đi con khủng long này. Con này ngày xưa chở Nguyễn Tiến Dũng nha. Đây nha, bắt đầu mình đến đường 79B rồi nha. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Này. Đây, đây đúng quá Việt đẹp chưa? Đây quá Việt đẹp chưa? Đấy. Nha, đền bù cái khu này là đền bù hết rồi, còn một hơn một cây số là thông nhá. Chính xác chưa? Nhận tiền hôm 22 Tết rồi này. À, rồi vô, vô đường này. Đi đâu đổ xe mình như sao vậy? Nhiều đường mà. Có đường đâu. Đi đường dưới hả? Đường dưới lên lên được. Thôi đi vào đây đấy. Đấy, đường nó đang làm đấy, thấy không? Đổ bằng đất nó làm đấy, thấy không? Đấy, nó chỉ còn một chút xíu đoạn này thôi nhé. Còn đi qua cái đoạn rừng này là thông hết rồi. Anh Toàn biết nhìn cái rừng trước mặt mình không? Tại sao nó không thông được? Vì cái này nó có bộ nhé. Rừng có bộ à? Đúng rồi, rừng có bộ. Nó thuộc của bộ cái gì đó. Nên là bộ thì càng dễ nhỉ? Nó còn nhà nước mà. Đây, đường này đúng đường 79 nhé. Đường này xuống Lô Ba Vu cũng đường này. Đi Tiến Thành này. Các bạn thấy chưa? Nó chỉ có một đoạn này xấu thôi nhé, còn tất cả là ra là còn là có nhựa hết rồi nha các bạn nhé. Đấy nha. Các bạn thấy thực tế chưa này, bắt đầu trả nhựa chưa? Này. Đấy. Một những cung đường đẹp nhất của tỉnh Ninh này, có đồng bằng miền Trung nhá. Hôm nay mình đi con khủng long thì nó hơi bị rung rung một tí nha. Nên cả nhà xem video cũng thông cảm cho mình nha. Đấy, tiến độ này là quá đạt đấy chưa? Mà năm nay ghi vốn, tỉnh ghi vốn này, cái này là đầu tiên này. Thăng nhất luôn này. Cái đường 79B này. Đường này có bộ quốc phòng mà. Thấy chưa? Đấy, hôm đó các bạn cứ nói là mình có rảnh thì đi review cho các bạn xem cái đường này. Thì hôm nay mình đi con gọi là khủng long vào đây review cho các bạn xem nhá. Các bạn nhớ kêu cả họ vào thả tim cho mình nhá. Đứng xe rồi. Đấy, các bạn xem chưa? Này, đúng đường 79 chưa? Đấy, mẹ máy móc làm tấp đập chưa? Nhìn chưa? Hoành tráng chưa? Cái đường này có nói chắc phải 70 mét nhỉ? Thẳng đi ra chưa? Thẳng đi hết, đi phát ra đấy luôn, ra Lô Ba Vu luôn. À, nối thẳng Lô Ba Vu, thẳng xin tìm nhờ. Được chưa? Cái đường đấy mà anh em mình con nọ đi vào ấy, nhớ chưa? Nghe có Campuchia đi vào ấy. Đi trên này được không? Đi nào? Trên này. Đi đường hết. Đây này, đường này. Đường này nó thông được ở dưới, nó đã có lốp lốp ở dưới này mà. Ở trên trời nắng nha, mà anh em đi review cho anh xem cho cả nhà xem nha. Nên nhớ chia sẻ thả tim cho mình phát nha, cho nó sướng nha. Đấy, con đường này xong rồi tỉnh mình nó lên lắm. Đất đai đúng đấy, chắc đúng đấy thì thôi rồi. Cái đấy mình không bàn đến nữa nha, không mất công mấy người ta nói là mình có đất, review đất nó mệt lắm nha. Mình là review cho anh em xem cho nó vui. Chứ không có mang tính chất mục đích gì nhá. À, đấy. Đây, sau anh quanh một hồi thì mình cũng ra chỗ đường nhựa của mình rồi nha các bạn nhá. Đây. Đoạn này là đổ nhựa hết 100% rồi nhá. Mà đây không biết gọi là cái bùng binh gì này, mình thấy nó to dã man con Hàn luôn này. Thấy chưa? Đằng trước mặt mình là Innova nhá. À, Nova Land nhá. Đi về này luôn. Này. Đi về thì ra đi triệu giờ đi đâu? Đây là Nova rồi, đây là đi ra cái Campuchia này. Rồi giờ ra cái số 14 đi. Đấy nhá, nhìn thấy điện gió đúng chưa? Đây chính là đường 79B. Đâu? Thì đây là 19B, mình đang đi vào đây là 19B còn gì đấy.
đây chính là đường người chỉ đây này, giao này. Bây giờ anh Toàn nhìn được bây giờ cái mức của nó bác không? Anh em lâu lâu phải gặp nhau xong rồi mới ra đường ra nối xong ra cái nọ cái kia làm ăn này chứ. Cứ về này là rú 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 xong rồi được kêu nhọc với mệt. Mẹ chán thật. Ai? Ông này nghe. Vượng à? Ông Triệu này. Em nhọc lắm anh ơi, nọ kia đủ kiểu. Bây giờ mình đã đi không còn ở ở huyện nữa, bây giờ đang ở thành phố Phan Thiết rồi này. Đúng rồi, đây rồi thành phố Phan Thiết này. Giờ phải ấy lại thành phố Phan Thiết ra này. Đường nhựa đổ đẹp chưa? Này nó ok rồi, gì nữa? Nét này nẹt chưa? Này bên đây thằng Nova Vua này thấy không? Này. Thấy chưa, tất bật chưa? Đây view biển hết luôn nhá, này coi này. Và cái chỗ này nó đấu nối ra đâu đồng triệu này. Nhìn đây nó có đường ra vào nó vua này. Đúng không? Đây ra cổng chính của nó luôn. Ừ.